Huấn luyện viên Chusi, tôi áp lực, đấu với Indonesia rất khốc liệt vì phải thắng. Ngoài những phát biểu ở họp báo trước trận, huấn luyện viên Chusi còn có thêm những chia sẻ khác về Indonesia, đối thủ của đội tuyển Việt Nam vào 21:30 tối nay, 19:01, theo giờ Việt Nam. Ở trận ra quân vòng chung kết ASEAN Cup 2023, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay nhưng không thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ quá mạnh như Nhật Bản. Dù màn trình diễn có tích cực thế ra sao, thì suy cho cùng, đó vẫn là một thất bại và đội bóng của huấn luyện viên Chusi hiện chưa có điểm số nào. Do đó, trận đấu gặp Indonesia có ý nghĩa rất trọng trọng, là cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam có thể mở tài khoản tại giải bóng đá lớn nhất châu Á lần này. Một chiến thắng trước đội bóng xứ Vạn Đảo sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Chusi có thể hy vọng vào việc giành vé đi tiếp đến vòng 16. Vị huấn luyện viên người Pháp nhận định, trận đấu gặp Indonesia sẽ vô cùng đặc biệt, nhưng chúng ta phải nhìn vào mục tiêu đã đặt ra ở giải đấu này. Đội tuyển Việt Nam hướng tới việc vượt qua vòng bảng. Do đó, khi gặp Indonesia, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là 3 điểm. Trong tay đội tuyển Việt Nam còn 6 điểm nữa, và rõ ràng chúng ta vẫn còn quyền tự quyết định số phận của mình. Huấn luyện viên Chusi thừa nhận bản thân gặp áp lực trước trận đấu với Indonesia. Ông Chusi nói thêm, trận đấu với Indonesia chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Dẫu kết quả của trận này ra sao, thì tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi hiểu trận đấu với Indonesia sẽ rất khác biệt. Đó là thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần với đội tuyển Việt Nam. Lúc này, đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị, tập luyện tốt và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên Chusi cũng thừa nhận rằng bản thân ông cũng đang đối mặt với những áp lực nhất định trước khi đội tuyển Việt Nam đá trận sóng mái với Indonesia. Vị huấn luyện viên người Pháp cho biết đó là áp lực về việc phải chơi tốt và giành kết quả tốt. Chúng tôi có nhiều áp lực, nhưng toàn bộ cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ biến áp lực đó thành động lực cho trận đấu gặp Indonesia, ông Chusi nhấn mạnh. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Indonesia. Về đối thủ Indonesia, huấn luyện viên Chusi đánh giá, Indonesia là đối thủ trong cùng khu vực Đông Nam Á, họ bước vào giải này với tâm thế rất khác. Do đó, chúng ta không thể so sánh họ với 3 hay 4 năm trước được. Cả đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều có rất nhiều thay đổi trong thời gian qua. Hiện tại, cả hai đội đều nằm trong tình thế giống nhau. Indonesia muốn vượt qua vòng loại thì phải thắng Việt Nam, nên cơ hội là chia đều cho cả hai. Tuy nhiên, tôi hy vọng đội bóng của mình sẽ giành được kết quả tốt. Khi được đặt vấn đề về việc đội tuyển Việt Nam liệu có thể giành một chiến thắng với cách biệt lớn trước Indonesia, ông Chusi đáp, tại sao lại không nhỉ? Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là 3 điểm. Dĩ nhiên, nếu có thể ghi nhiều bàn thì cả đội sẽ rất vui, nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải giành chiến thắng.